Ok, trước hết là chào anh Phượng, chào tất cả mọi người dưới diễn đàn. Anh chào tất cả mọi người đi, bữa nay Good có không? Ok. morning, chào anh Trầm, chào quý vị, chào các bạn. Việt Nam bây giờ là 10 giờ đêm đâu còn gì nữa. Đúng rồi. 10 giờ đêm coi như gần Trong sáng cái chủ nhật chung rồi thì cũng có một vài việc là nó cần phải báo cáo với anh, với tất cả mọi người cũng liên quan về cuộc sống Mỹ rồi ba cái vụ linh tinh như sư răng rồi nhớ cái gì mình với lại có nó cũng không có cái gì lớn lao lắm nhưng mà thì có cái gì mà nói cái đó tại vì trên thế giới nó đã tái xuất hiện và cái virus 19 trở lại, đang COVID-19 trở lại tôi và nghe nói Singapore đã chết 30.000 người rồi đó. gì ạ Thì mà ở Mỹ thì nó cũng rục rịch bắt đầu nó xuất hiện ra lại. Thế thì mình chỉ khuyên anh và tôi, những người nào mà sống ở nước Mỹ thì nên cẩn thận khẩu trang các cái đi ra đường, bởi vì dù muốn mà hay không thì mình phải lo tính mạng nữa. Thì sáng nay tôi cũng đọc tin tức thì của đài VTV cũng đã khuyến cáo người dân là đi ra những chỗ đông người rồi phải khẩu trang kỹ lại rồi các cái đủ thứ. Thì đó là một cái hiện tượng mới vừa nổi lên mà hầu như đã tái lại, nó tái lại bởi vì cái dịch virus đã qua rồi, bây giờ nó là bắt đầu nó có rủng rịch, nó có cái hiện tượng là tái lại mà nhưng mà như là cái biến thể còn là mới nè chứ nó không phải cũ nữa, thành ra nó càng nguy hiểm hơn. Thế thì làm vậy tôi còn run anh, mặc dù tôi rồi đầy đủ rồi rồi như vậy lại càng không dám ra khỏi nhà nữa, gì vậy? Khổ. tôi không biết ai sao chứ kỳ này đó mình bị cái trần cúm mà mình bị ho nhưng mà nó ho mà đúng nó ra ngoài mà nó ho mà Anh cứ bị cúm thôi, anh bị cúm thôi. ai mà tôi mình bị con cúm đó mà nó Đúng. củ nhây nó nhây nó nhưa mà mình nó chích cúm rồi đó. Mình đó là năm vừa kỳ này mình chích cúm là sớm đó, khoảng chừng kỳ trước mình đi nó qua ra tháng 8 tháng 9 là bắt đầu mình chích rồi đây mà thấy cái này mình bị cái cơn cúm này chứ lâu thấy nó cứ nhây 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 hoài nó không tả được thì không biết mình có thịt thấy đồng bào ở đây đó bắt đầu là cái mùa này là cái mùa lạnh nè bắt đầu mà người Tháng Mỹ này tháng là tháng cúm mùa của Mỹ mà anh. đúng rồi cái tháng này là bắt đầu tới giờ nó cúm rồi anh thực ra mình cũng chẳng biết câu chuyện đó thế nào thì đấy là bên Cali mình năm nay thấy thứ nhất đó là thấy là cướp bóc nhiều ngay ở cái chỗ tôi ngay chỗ tôi ở đó là thấy ăn cướp ạ chứ không phải ăn trộm ạ ăn cướp và thấy nhiều lắm ạ ăn trộm bây giờ là làm như là người ta cũng không nó không có vỡ nó làm đấy tại vì ăn trộm mất công lắm anh ban đêm mà đâu có thấy đường ăn cướp cho nó mới lại ăn trộm không 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 không, không có được nhiều chú anh muốn ăn cái gì là chơi thẳng vô tiệm vàng tiệm này tiệm kia nó có sẵn để ban ngày ban mặt thấy rõ ràng không có sợ nữa rồi thấy anh em cho này thấy buồn cười không hiểu nó làm sao Nói gì thì nói, thì nói thật với anh là cái tiểu bang tôi ở thì ngày xưa tới giờ nó rất yên bình, đúng nó yên bình lắm. Tất đúng cả những cái nó không xảy ra ở tiểu bang này, nó có nhiều cái yếu tố mà mình phải nói là cũng về thời tiết rồi các đúng cái người Việt ít, rồi có những người mà ở đây là nói một cách khác là nó lạnh cho nên ra công việc làm nó nhiều, rồi ai cũng có công việc làm cả thì nó đúng không biết nào xảy ra. đúng Nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra rồi, tức là mình mới hiểu được là cái tình hình mà kinh tế của nước Mỹ hiện giờ đang xuống một cách thê thảm, bởi vì lạm phát nó kéo theo vấn đề thất nghiệp, nó kéo theo vấn đề đủ thứ chuyện, mà thậm chí bây giờ nó có nhiều cái chỗ bán đồ ăn mà cái tủ đồ ăn nó còn khóa lại luôn, mà thật sự là cái ngày xưa nó có vụ đó rồi mà mua gì nó mới mở khóa ra mà ghê thiệt đó. Bây giờ rồi mọi người tôi thấy mà có hôm mà anh chụp cái hình cái xe của anh nó bị cắt cái bồ thằng này là bây giờ là cái chuyện là cũng di chuyển mà bây giờ mà nó qua tới chỗ anh rồi đó là nặng lắm rồi nó chứ không phải nặng không biết quá tại vì cái chỗ anh là rất là đàng hoàng nó tại vì nó lạnh á mà bên đó là anh em ai cũng có những cái nhà cái cửa để ở bên đó ai 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 cũng có cái việc làm mỗi người đều có cái việc làm mà bây giờ mà có xảy ra cái chuyện mà đi cắt công cô thì là nó nặng lắm rồi nó nặng lắm nên nó mới chuyển vào cái chỗ khu nhà anh ấy chứ còn đáng lẽ là nó tụ họp lại bên dân Cali rồi không chứ còn Cali thì thời tiết ấm áp này. Anh em mình qua tụ tụ họp ở nhiều nè Đúng rồi. thành thử ra ở Nói về homeless thì bên tiểu bang tôi rất là ít, đúng là bởi vì nó lạnh cho nên ra cũng không có đi, nó chuyển qua xứ khác, cho còn cái xứ này có chứ không phải là không có, nó có chứ nhưng mà nó hiếm, nó ít. Vậy ở đây tôi chịu, không ai mà nằm ra ngoài giữa giữa đường
hoặc là cái nơi mà không có nhà có cửa lạnh dễ sao chịu nổi, cho nên ra nó không có ấy. Tôi đi chợ thì tôi thấy nó dọn một số một cái dải đường mà ở mùa hè mà những người homeless còn bỏ lại thì nó bỏ rác rồi rến rồi giường rồi nệm rồi ra gì đó bỏ ngoài đường đó, nó ở dưới đường đi khỏi đấy nó dọn đi một mớ. Nói như vậy thì mình mới hiểu rằng hôm qua mình kêu tôi có đi chợ thì tôi thấy bố lít tới nó dọn những cái nơi mà coi như những người mà tao bỏ tao đi đó, thôi biết tao bỏ tao đi đó. Rồi ok thì tôi báo cáo tình hình là bởi tôi nói rồi, nói qua nói lại có nghĩa là cái bảo hiểm của nước Mỹ này là chỉ có cúng tiền cho nó ăn thôi, khi mà đòi hỏi quyền lợi của mình thì thôi ôi thôi là nó hành tới chết luôn. Tới bây giờ cầm tờ giấy rồi còn ngồi chờ để ngồi nó coi chết xong rồi nó trời đủ cái chuyện trên trời. Thế thì bởi vậy anh thấy không có dễ đâu, thấy không, rõ ràng không có dễ đâu, mặc dù là mình không phải là lỗi của mình đấy. Rồi bây giờ bàn qua chút xíu về anh nói gì nói đi, có gì thì cũng báo cáo với anh rồi, dịch Covid bắt đầu nó rộ ra lại và nó vậy đó, có mình cũng thấy có tình trạng coi như lây lan rồi đó, thì cẩn thận chút. Okay, cảm ơn anh. Chuyện bên này ha, chuyện nước Mỹ của tí, chuyện bên này là chuyện nước Mỹ của tí rồi. Thấy anh em mình xem đi, trên Cali của mình kỳ vừa rồi mới cách đây chừng 3-4 bữa nè. Ở trên Busa nó có cái trên Westminster, cái thành phố Westminster đó, nó có cái có một cái cô nghị viên đó, cô đưa ra cái nghị quyết cờ vàng. Anh có nghe có vụ đó không? Có nghe đó, anh có nghe đó. Có nghe sao không? Tức là ông cái nghị quyết đó là đưa ra, tức là cái cô đó là cô là một nghị viên của cái thành phố đó, cô có đưa ra thì không biết là trong cái nghị quyết đó nó viết cái gì. Nhưng mà tại vì nó chưa có công khai, tại vì nó bị bác đi, thành thử ra không biết trong đó nó đòi hỏi gì. Nhưng mà căn bản thế này là nó đòi hỏi là cái thành phố Westminster sẽ công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Việt Nam từ năm 1950 cho đến bây giờ. Tôi không thể tưởng tượng được là người ta, cái sự ngu xuẩn của con người ta nó có thể lên cao đến cái mức độ một cách kinh khủng như vậy đây. Thì mấy thằng thì trong năm ông nghị viên của thành phố đó, trong năm người nghị viên của thành phố đó thì là hết 4 ông Việt Nam rồi, 4 ông bà Việt Nam rồi, còn một ông Mễ thôi. Thì ông Mễ thì cũng lớn ngớ, thì ông đọc ở tiếng Mỹ thì ông bảo cái này là nó thì nó đồng ý là cái lá cờ vàng, thì là anh em mình ở bên này là khu Westminster là người ta thờ phượng cái lá cờ vàng, nhưng mà biểu như là cái thành phố vớ vẩn như vậy mà công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ của nước Việt Nam từ năm 1950 cho đến bây giờ là cái điều đó là không được. 4 người họ bác họ cũng ra qua được. Nhưng mà thế này, căn bản thế này, mình nói cho anh nghe thế này, căn bản nó thế này là cái sự ngờ nghệch ngãnh ngãn của những người của người Việt Việt kiều ở bên này thích tội nghiệp đấy. Đặc biệt là cái cô Amy Fan West, cô đẻ bên này, cô lớn bên này, cô có thằng chồng người Mỹ, tên là West mà, là ông chồng nó chắc là người Mỹ. Nhưng mà tại sao lại có thể là, mà lại chỉ là nghị viên thôi, mà tại sao có thể là ngớ ngẩn đến cái mức độ như vậy? Thì mấy ông Việt Nam nghị viên ở trong cái thành phố đó là cô, có một cô Kimberly Hồ, ông Nam Quan Nguyễn với lại ông Charlie Mạnh Nguyễn gì đó, thì là ba cái người đó với lại thằng cha Carlos bên ra là những cái thằng cái người cái bảo là họ không có bằng lòng với cái nghị quyết đó. Thì anh biết là tất cả những cái điều gì mà nó xảy ra ở trên cái đất, ở trong cái thành phố đó mà có dính líu là cả vàng. Thì đến bây giờ thì mình biết thế này, tức là mình nhìn thấy người Việt Nam mình, Việt kiều mình trên xứ này, đặc biệt thì giờ mình ở Cali này thì mình chỉ nói cái dân xứ Cali thôi, mình thích tội nghiệp ấy. Mấy người Việt Nam của mình không họp thì thôi, nhưng mà nếu mà họp lại là bao giờ cũng xảy ra những chuyện cãi nhau, chửi nhau ấy, thích tội nghiệp thật. Mà cũng không có cái tập đoàn nào, không có cái tập thể nào như tập thể người Việt Nam, không họp lại thì thôi, họp lại là chửi nhau, mắng mỏ nhau, bóc cổ lẫn nhau, rồi thằng người này chụp mũ người kia, người này chửi bới người kia, kêu cha kêu mẹ ra, thế tội nghiệp ghê. Mà
cái tập thể Việt kiều của mình ngoài này, mình đâu phải là cái giống dân duy nhất mà là dân nhập cư tới đây đâu. Bên cạnh mình còn có người Lào, người Campuchia, người Mễ, đủ loại người nó đến đấy nó ở. Không có cái người nào mà nó chia rẽ mà cái tội tàn nhẫn mà tội nghiệp như cái người Việt kiều mình ở bên này. Mà cái lý do căn bản là đến giờ này anh em mỗi lần tụ lại đấy là phải mang cái lá cờ vàng ra. Mà tôi bảo đảm với anh, mà tôi nói đi nó lại rồi, mỗi lần mà anh em mình tụ họp lại dưới cái lá cờ vàng, bảo đảm anh là sẽ cãi nhau, sẽ chửi nhau bất cứ về mình, bất cứ một chuyện gì, cho đến giờ này vẫn vậy. Thì cuối năm nay là năm 1973 cuối năm nay là 49 năm rồi, từ kể từ ngày cái nước kể từ ngày cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó không còn bay ở cái nước Việt Nam nữa, thì nó có rất nhiều sự thay đổi. Nhưng mà cái sự ngu muội, cái tinh thần mà nô lệ, cái sự ngu muội mà cái lá cờ vàng nó có thể gieo vào cái đầu óc của người Việt kiều, người Việt Nam trên đất Mỹ này thì thiệt quả là mông minh và bao la ấy. Đấy là câu chuyện ở bên Cali, mình có thể tóm tắt lại như vậy, thưa anh. Bộ thuốc theo đối tiếp cái lời của anh thì tôi cũng muốn nói nha, là bởi vì nó có nhiều cái lý do mà mình không có chấp nhận cái lá cờ vàng đó. Không, đây là không phải là không chấp nhận, nhưng mà cái điều là nó cũ quá rồi. Và cái mình phải nói một cách khác là cái lá cờ đó ở trên thế giới tới này, ở Liên Hợp Quốc không ai chấp nhận cả. Tức là nó không có đất đứng, anh hiểu không? Nó không phải là một cái chính phủ lưu vong luôn, cái là hoàn toàn không có cả, không có một cái gì mà liếu liếu cái kia cả. Bởi vì giải thể cách đây là 49 năm rồi, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái chính thể đó nó không tốt đẹp gì và nó đại diện cho ai cả. Anh thì rõ ràng là lịch sử nó chứng minh rồi, lịch sử và biết bao nhiêu người, không phải lịch sử của người Việt Nam viết mà lịch sử của các nước châu Âu, châu Mỹ đã viết. Chẳng hạn như anh coi những cuốn phim mà của phim tư liệu như của Nhật nè, của Liên Xô nè, của Mỹ, thậm chí nó kho đã giải mã cái kho tàng mà lịch sử chiến tranh Việt Nam mình rõ ràng, thấy rõ ràng rồi, nhiều cái phát ngôn của tất cả mọi người bị lãnh tụ trên thế giới. Thế thì cái chiến tranh nó hầu như nó không còn gì giá trị cả, mà cái lá cờ nó cũng chẳng có giá trị cả. Nhưng mà họ chỉ bám theo cái lá cờ đó thuộc dạng kêu bằng hàng quá khứ thôi. Thế thì rồi xong mình lường gạt đồng hương, rồi xong rồi gì rồi quyên góp, rồi làm đủ trò đủ thiết đủ thứ. Nhưng mà cái chuyện giờ nó xưa quá rồi, bây giờ chẳng ai còn nghĩ tới cái chuyện đó cả, nó hẳn là như vậy. Thì bây giờ mà không công nhận cái lá cờ đó thì nó cũng trễ lắm rồi. Đáng lẽ là coi như là sạch rồi. Là bởi vì sao? Có cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Thiệu, anh nhớ không? Yeah. Đó, người ta đã được Liên Hợp Quốc công nhận. Chúng tôi, nếu mà tôi lấy vàng ra nước ngoài thì người ta cũng lấy lại, bởi vì người ta là một quốc gia hợp pháp. Đó là lời ông Thiệu nói. Còn lời ông okay. Quý Âu Kỳ nói, rõ ràng người ta đã chiến đấu và người ta đã giành độc lập lại được rồi. Tôi cũng muốn vậy chứ. Đã hai miền Nam Bắc, ông Kỳ và ông Âu Kỳ và ông Nguyễn Thiệu đều đó là lãnh tụ của miền Nam ngày xưa. Người ta đã xếp giáp quy hàng rồi. Yeah. Thế mà vẫn cứ ngồi mấy ông này. Tôi hỏi ông, mấy cái ông mà chống Việt Nam mình bây giờ, ông nào ấy ngày xưa làm chức gì? Chức gì? Yep. Chức gì? Dám đứng cái mặt ông Kỳ vào ngày xưa mà còn thời gian bằng hòa, dám đứng cái mặt ông Kỳ mà dám nói lạng hoàng hay không? Mẹ ông bắn chết mẹ luôn chứ, ở đó lựa chọn sao bỏ gì? Nó khổ là mấy ông này thuộc dạng. Tôi nghiệp đấy. Đúng. Nó có sự trái mình, trái ngon trái khoái. Tôi giống như hôm trước tôi với nói anh cả. Làm những cái chuyện hầu như là rồi bu kỷ niệm rồi đức tánh Trần Hương Đạo thì có một anh chàng kia anh mới hỏi thôi, mấy ông anh hỏi mà họ hỏi tôi trả lời không được, tôi cái cười thôi à. Chắc là chiều nay tôi bắt ta sực mai nó giải nghĩa. Nó nói mấy ông thương, mấy ông yêu kính ba chế độ thứ nhất cái gì đó là Việt Nam Cộng Hòa, Đệ Nhất Cộng Hòa rồi Đệ Nhị Cộng Hòa. Thì tôi hỏi mấy ông tại làm sao cái thằng Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Cộng Hòa nó dứt thằng Đệ Nhất Cộng Hòa. Rồi bây giờ tôi hỏi ông á, bây giờ tại làm sao mà nói bây giờ ông Ngô Đình Diệm là tuyệt vời, là thương dân cứu nước này, tại làm sao các ông không đặt tên của ở phố Bunsa TV, ở phố Bunsa đó, đường Westminster gì đó, đại khái tại sao không đặt tên là Ngô Đình Diệm, không đặt tên là Nguyễn Văn Thiệu, mà đặt tên là Trần Hưng Đạo là sao? Câu hỏi hỏi gì tao mà cười sặc máu luôn á, rồi tao không biết, tao đâu có biết đâu, mày hỏi mấy ông ấy chứ là sao? Đấy là câu chuyện của năm 2023, đấy là còn mấy ngày, tuần lễ, hai tuần lễ nữa là hết năm rồi đó.
mình đây là năm nay chúng mình ai ấy qua tới năm mới là mình cũng thể tưởng tượng năm tới là năm nay mình bảy mấy còn mấy tháng là chúng ta lên chức rồi. I know men cuối năm nghe những cái tin ở đây, mình ở đây nghe những cái tin anh em mình ra đi thấy ớn, thấy tôi tội nghiệp quá, mình thấy anh em mình ra đi mình thấy nhột nhạt người. Anh làm biết là tôi sợ anh không, không phải mình thấy tội nghiệp thấy những người mình quen quen đấy, những người ngay cả những người trẻ mình thấy anh em mình ở bên này không hiểu ơi, không biết là mình tại sao mà mùa làm như cái mùa lạnh người ta ra đi nhiều, tức cái mùa này nó lạnh lạnh lạnh. Anh ơi, năm nay anh về anh sau Tết á, anh về coi như sau Tết phải không? Tôi hy vọng tôi về sau Tết. Bởi vì tôi sợ, ông tôi sợ mấy đứa nhỏ chúc bác hay chúc ông này kia sống lâu trăm tuổi lắm, tôi không chịu, tôi không chịu đâu. À, có chuyện gì nữa nè? Chào tất cả mọi người nha, cái live hôm nay mình tới đây là gần rồi. Okay. Bây giờ tôi mới về ra tôi có lẫn lộn Việt Nam với mình bên kia không à, nên ra thôi ok, cứ tạm biệt bây giờ đi, rồi có gì tốt gặp lại. Rồi chúng ta gặp lại các bạn Việt Nam.